Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là mình muốn khoe với bạn ba cái cục slam may của mình, cục màu xanh, cục màu hồng và cục màu tím. Nhưng mà có vấn đề ở đây là mình không biết tại sao mà khi các bạn chơi slam mình thấy trong YouTube á thì nó không có bị rớt tuyết nha, mà nó rất là đẹp luôn. Của mình á, mình thử làm ba cục rồi các bạn. Rồi coi nè, nó rất tày bày ở đây luôn mà không biết tại nguyên nhân tại sao luôn á. Nhưng mà nó cũng thành cục slam may mà nó ra thành như vậy nè, trên đâu là rớt đến đó, trên đâu là dấu chân ở đến đó, mà nguyên nhân tại sao mình cũng bó tay luôn, không biết luôn đấy. Trên đâu là rớt gì đó, nó rớt như là hạt đường nha các bạn ơi, hạt đường to á. Mà tại sao vậy? Mình tuyết của mình cũng chơi ít nước đó mà không biết tại sao mà chơi là rớt như vậy đây. Mà nó rớt cũng đẹp nè mà, đúng không? Nó đâu có xấu đâu mà sao kỳ quá vậy. Cục này cũng vậy nè đó, bây giờ tới cục màu hồng mà đó, nó cũng thành slam may mà đây nè, nó cũng tơi nè, nó tơi như màn nhện nè các bạn đó. Mà chơi đến đâu là rớt đến đó à. Đấy, mình thử mình làm ba cục với nhau á mà nó thành kết quả như thế này đây. Đấy, cục màu tím nè đó, cục màu tím mà bây giờ tới cục màu tím là đó, nó cũng rớt mà không biết nguyên nhân tại sao hết luôn á. Bây giờ mình sẽ thử làm lại một lần nữa. Các bạn hãy nhớ cho mình nhận xét nha, tại sao nó lại như vậy. Trời ơi, tôi tức quá mà. Đầu tiên thì mình cũng chuẩn bị một chiếc tô và mình sẽ đổ keo trong vào, keo sữa. Mình cũng đổ một chút nước vào. Theo mình được biết thì làm lam tuyết thì mình sẽ cho ít nước vào một chút. Và mình làm slam thì nó hơi đặc. Vì ba cục slam trước của mình á, mình làm màu xanh lá, màu hồng và màu tím, thì lần này mình sẽ làm màu xanh dương. Mình sẽ cho màu vào đây luôn. Mình sử dụng cả hai tay. Ý, chết rồi, bây giờ tay đâu mà đổ dung dịch làm đông đây. Mình sẽ đổ dung dịch làm đông vào. Lam của chúng ta bắt đầu kết dính rồi nè các bạn. Cái màu xanh sữa của chúng ta thật sự rất là đẹp. Mình thích cái màu này. Không biết là các bạn đã làm slam tuyết bao giờ chưa, làm may bao giờ chưa, nhưng mà mình cảm thấy thì làm may thì có nhiều bạn kêu là làm thì nó rất là khó, tại vì nhiều bạn cảm thấy là nó không có thành công, bởi vì không biết nguyên nhân tại sao mà các bạn lại kêu là lam nó bị cứng mà tuyết nó không có dính vào slam các bạn. Nói chung là nó rời. Mình nghĩ là nếu như trường hợp như vậy thì nguyên nhân chắc nó có lẽ là bị thiếu tuyết. Còn đối với trường hợp của mình á, mình cho tuyết rất là nhiều và làm cũng thành công, nhưng mà tuyết nó cứ rớt ra bên ngoài. Thì mỗi lần mình cũng làm giống như vậy đây. Đầu tiên thì mình cũng làm một cục slam. Lam của chúng ta bây giờ sắp đông lại rồi các bạn.
sao thì khi làm lam may thì mọi người lại kêu là nên làm slam á, nó hơi cứng cứng một chút xíu nhỉ, tại sao không được làm slam lỏng đi nhỉ? Mình có rất là nhiều điều thắc mắc mà không biết hỏi ai, tại vì mình cũng là người mới chơi slam mà. Mình biết hôm đó có nhiều bạn rất làm slam rất là giỏi luôn. Mình xem mà họ thấy đẹp vô cùng đẹp luôn các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ cho phần slam dính hết lại những cái phần này. Mình nhào đến khi nào mà slam hết dính tay thì thôi. Ui, lam của mình nó ra cái màu sữa xanh thật là đẹp. Mình thích cái màu này quá. Nó còn hơi dính tay mình một chút xíu các bạn ạ. Mình thấy cục slam của mình cũng tương đối rồi đấy. Đây là mình có chuẩn bị sẵn một cái tô và mình sẽ cho tuyết nhân tạo vào. Tuyết nhân tạo thì ở chỗ mình nó không có bán nên là mình chỉ mua được những cái phần hộp nhỏ như thế này thôi. Đến mà lúc mà bỏ tuyết nhân tạo vào đó các bạn, mình thắc mắc một chút xíu là tại vì khi mà mình xem mấy video của các bạn khác làm á, thì khi mà mình chế tuyết nhân tạo vào á, chế nước vào tuyết nhân tạo á, thì tuyết nó nở ra. Còn mình á, mình chế vào đây các bạn nhìn kỹ khúc này giùm mình nha. Mình thắc mắc khúc này đây, nó không có nở ra mà một chút nữa nó sẽ bị vón cục lại đó các bạn. Thấy không, các bạn thấy không, nó đâu có nở ra đâu. Nè, mình khi mà mình chà lên như vậy nè, nó bị vón cục lại như thế này đây. Đó, đấy là nguyên nhân mà mình không biết làm sao hết. Nó không có nở ra như những các bạn khác. Trong những cái video của các bạn á, nhiều bạn làm lúc mình thấy là khi mình chừa chế nước xong á là nó sẽ nở ra rất là to. Còn của mình nó bị vón cục lại nè các bạn. Nó bị vón cục lại luôn. Bắt buộc mình phải chế nước thêm. Khi mà mình chế nước thêm á, nó cũng không có tơi ra, nó vẫn bị vón cục như thế này đấy. Thành những cái mảng, mình cũng không biết nguyên nhân tại sao lại như vậy nữa. Hay là do mình không mua đúng loại tuyết. Tại vì khi trước khi mình mua hàng á, thì mình cũng nói với cô là con muốn làm slam may á, nên hỏi cô có bán tuyết nhân tạo không. Thì á, cô đó đưa cho mình một cái hộp như vậy đó các bạn ạ. À, đấy, ba hộp của mình á, chỉ nở ra được như đây thôi. Nếu mà mình chế ít nước quá thì nó sẽ bị vón cục lại, mà cục tuyết của nó sẽ bị nóng lên. Mình cảm giác như mình sờ vào nó rất là cứng mà nó bị nóng lên đó các bạn ạ. Còn mà mình chế nhiều quá thì nó sẽ nở rất là to ra mà hả, nó không có dính vào slam, slam của chúng ta sẽ bị nhũng luôn. Nói chung là những ba cái cục slam may trước của mình đó thì mình chỉ chế tầm khoảng nhiêu đây nước thôi, là khi nó nở như vậy là vừa nè các bạn. Đó, mình chỉ cảm thấy như vậy thôi. Có lần mình làm thử á, mình không có chế nước vào, mình trộn hẳn trực tiếp cục slam của mình vào tuyết nhân tạo mà chưa có chế nước của các bạn. Nhưng mà nó cuối cùng nó cũng bị như thế à, nó cũng bị rớt tuyết, mình cũng không biết tại sao nữa, hay là do mình mua không đúng loại tuyết ta. Bây giờ mình sẽ cho thử nửa cục slam của mình vào. Đấy, mình mấy nhồi như vậy đây. Có bạn nào trộn tuyết với slam mà như kiểu như mình không? mình sợ bị thiếu tuyết các bạn. Nên là hả, mình bỏ cục nguyên cục slam vào tô tuyết luôn để mình trộn cho nó đã.
Đấy, mình hay trộn như vậy đây. Mình cứ trộn rồi mình cứ tơi tơi nó ra cho nó hả tuyết được thấm đều hết cục salam á. Khi mà mình trộn tuyết vào cục salam này á thì mình cảm thấy là nó hơi cứng cứng. Hơi cứng, hơi khó kéo một chút xíu. Nè các bạn, đó thấy không? Các bạn thấy không? Nó rất là cứng ha. Nhưng mà tại sao là mình phải không được mình phải làm mà slam nó cứng ta, mà không phải làm slam nó mềm để khi trộn vào tuyết nhờ? Mình thấy á, khi mình đã trộn và slam cứng vào tuyết rồi á thì cảm giác nó càng cứng hơn. Tại sao mình không sử dụng slam mềm cho dễ trộn ta? Bữa nào mình sẽ làm thử mới được. Mình có rất là nhiều thắc mắc mà không cách nào mà lý giải được hết. Cũng không ai nói cho mình biết hết. Các bạn ơi, các bạn nào biết thì nhớ nói giúp mình với nha. Mình cảm ơn nhiều lắm luôn á. Mình sẽ gọi các bạn là sư phụ. Sư phụ của thế giới slam. Mình chỉ là một đứa đệ tử mới vào nghề thôi. Lúc đầu thì mình mới làm như vậy nè các bạn, mình cảm thấy là hả hình như là mình bị làm bị hư cục salam rồi, tại vì nó đâu có chơi được đâu, nó rất là cứng. Nhưng mà mình kiên trì các bạn, mình kiên trì, mình cứ hả mình cứ nhồi như vậy nè, tí nó cũng thành nè. Bởi vậy các bạn muốn chơi á thì các bạn phải kiên trì nhá. Dù các bạn cảm thấy cục salam mình nó bị sao sao rồi á, các cảm giác như là không thành công á, các bạn vẫn cứ kiên trì đi, vẫn cứ nhồi nhồi nữa đi, thế nào tí nó cũng thành à. Đấy, bây giờ thế nào cũng bị thiếu tuyết cho coi, chắc mình phải làm thêm tuyết quá. Nè các bạn, nó hơi tơi tơi ra rồi nè. Đó, mình nghĩ chắc mình phải cho thêm tuyết các bạn ơi, hình như bị thiếu tuyết rồi, không có đủ đâu. Chắc mình phải cho thêm tuyết các bạn ạ. Mình nghĩ như vậy là sẽ hợp lý. Các bạn đợi mình xíu nha, cho mình đi lấy thêm tuyết. Đó các bạn, mình mua cái hũ này nè các bạn, hũ tuyết này nè, tuyết nhân tạo nè. Đó cô đó, cô bán mình tuyết nhân tạo một loại, một loại một mà tại sao nó thành như vậy trời, không hiểu luôn, em không hiểu luôn. Hình như chắc có lẽ là mình sử dụng sai tuyết rồi. Mình nghĩ là thế. Mình nghĩ là nguyên nhân mình làm rớt tuyết mà bị rớt như vậy là người mình nghĩ là sai tuyết. Có bạn nào biết cái loại tuyết nào khác không, giới thiệu cho mình với và chỉ mình chỗ mua với, mình cảm ơn nhiều lắm luôn nha. Nè bây giờ nó hơi tơi tơi ra là các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Mình chỉ cần để một chút xíu thôi là bắt đầu tuyết mình nó tơi tơi ra rồi. Bây giờ mình chỉ cần hở trộn thêm một chút xíu nữa thôi là được rồi. Nói chung là mình thấy làm slam mây nó khó cũng không khó mà dễ cũng không dễ. Nguyên nhân là mình có kiên trì hay là không. Mình nghĩ là khúc quan trọng nhất là cái khúc mà cho tuyết vào á các bạn. Mình dễ mắc sai lầm ở khúc đó lắm. Tại vì giống như mình nói khi nãy á, là hả nếu như mình không kiên trì á, mình cứ cảm thấy là cục tuyết mình nó bị cứng cứng á, thì mình sợ cảm giác là không thành công rồi mình liền cái cục đó luôn đi, thì chắc chắn là sẽ không thành công đâu. Các bạn cứ kiên trì đi, cứ kiên trì nhồi thêm một hồi nó giống mình đi, thế nào cũng ok à. Đó bây giờ nó tơi tơi ra các bạn, tơi tơi như bạn nhện từ từ nè. Nói chung là chắc mình phải nhồi thêm một chút xíu nữa. Mình nhồi hết tất cả cái cục này luôn nè các bạn. Đó mình cứ tơi tơi như vậy nè, cứ chà chà đó, thấy không, thấy không, nó tơi ra như bạn nhện nè. Nói chung á là muốn làm mà thành công cục slam mây á thì nhân tố quyết định đó chính là kiên trì, cố gắng và mua đúng loại tuyết nhân tạo. Đó, mình rút ra được kinh nghiệm như vậy đó. Không biết là các bạn có giống mình hay không. Đấy, đó là kinh nghiệm của mình. Đó, thành công này nè các bạn. Mà nó hơi cứng chút xíu, chắc mình phải nhồi thêm một hồi nữa mới được.
mình nghĩ là mình bị mua sai tuyết rồi đó, chứ không phải là cắt của mình bị sai đâu. Tại vì hồi nãy các bạn cũng nhìn thấy là tuyết của mình chế rất là ít nước mà, đâu phải là nhiều nước đâu, mình chế cũng ít mà, đâu có nhiều đâu. Mình chế ít như vậy nó còn không nở ra nữa mà, một khi nó đã nở là nó nở đầy quầy luôn đó. Đó nè các bạn thấy không, các bạn thấy không, nó cũng tơi ra mà, đâu phải nó không tơi đâu, cũng đẹp mà, đẹp mà. Nói không, mình chơi nó bị rớt tuyết nhiều lắm bởi vì mình không thích. Mình thấy các bạn chơi hả, tay chân rất là sạch sẽ, đâu có dính miếng tuyết nào đâu. Còn mình chơi hả, đi đến đâu là rớt tuyết đến đó, tay chân lúc nào cũng hơi dính đầy tuyết hết trơn luôn à. Mình bị chửi nhiều lắm chứ bộ, kêu chơi cái gì mà ha, bị mẹ chửi chơi cái gì mà cứ bay bừa ra nhà rớt tùm lum tùm la. Trời ơi, bây giờ thiệt là quải. Nó các bạn đây nè, thấy chưa, mình thành công rồi đó, nhưng mà tuyết nó cứ rớt ra như vậy nè. Các bạn nào biết tuyết không chỉ cho mình với nha, mình dịp cái tô này mình chơi thử đây. Trời ơi tuyết nó rớt quá trời luôn, rớt bầy bàn luôn, mình thấy nó vô. Bạn đợi xíu nha. Ta-da! Đây là chính là cục slime mình mới vừa hoàn thành đấy các bạn. Đây là cục slime mình mới vừa hoàn thành đây. Trông nó cũng khá là đẹp nhưng mà chỉ có điều là chơi rớt tuyết nhiều quá thôi. Bây giờ mình sẽ chơi thử nó nhé. Màu xanh biển này cũng khá là dễ thương các bạn nhỉ. Hai các bạn thấy không, mình chơi đến đâu là rớt tuyết đến đó, là rớt quá trời luôn. Cũng đã kết thúc rồi, các bạn hãy nhớ comment giúp mình tại vì sao tuyết của mình ra may của mình là trở nên như vậy nha. Mình mong rằng các bạn hãy phản hồi giúp mình để mình lần sau mình có thể làm tốt hơn, và đừng quên like kênh Thế Giới Slime để cùng nhau trao lưu và học hỏi thêm kinh nghiệm về slime nhé. Bây giờ mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.